Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh người dân Sài Gòn xếp hàng tại một quán cơm tấm lề đường. Trên bài đăng thì người này cho biết cơm thật ngon, bảo sao đông khách, khiến nhiều người tò mò và thích thú. Hàng cơm tấm tọa lạc ở một góc đường cực kỳ sầm uất tại quận 4, trên bảng hiệu đĩa cơm tấm Kamet. Trong đoạn video có thể thấy cảnh nhiều thực khách đứng xếp hàng chờ bàn có để ngồi vào ăn, tạo nên cảnh tượng cực kỳ nhộn nhịp. Dưới phần bình luận thì rất nhiều người tò mò chẳng biết quán này có gì ngon mà sao khách đến đông như vậy. Số khách thì tranh cãi. Được biết thì địa điểm xuất hiện trong đoạn video là cơm tấm Hồng hay còn gọi là cơm tấm cầu Kamet. Ban đầu quán khá nhỏ, chỉ bán đơn giản cơm tấm và sườn. Theo thời gian nhờ chất lượng, vào thời điểm đông nhất có khi lên đến 10 người phục vụ vẫn không xuể. Thông thường thì menu của quán sẽ kèm ở đây lên tới 20 món như gà quay, cà nướng, phá lấu, canh khổ qua nhiều thịt, đậu khuôn, thịt kho. Để mô tả về độ ngon của cơm tấm Hồng thì phải kể đến công thức ướp sườn đậm đà, gần như chất lượng không bao giờ thay đổi. Miếng sườn to ngập miếng và đậm gia vị. Bên cạnh đó thì sườn được nướng và phục vụ chứ không dùng thịt nướng sẵn nên lúc nào cũng mềm ngon và không bị khô. Các bạn đã bao giờ đến đây thưởng thức món ăn tuyệt vời này chưa? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!